bằng lòng đi em. Dâu làng anh không thiếu ba tiền, cơm sân tài nhân rất sang bài dòng xí men. Đám cưới bà con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng gái sắc đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em.
chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Em rất thương anh, ba mẹ anh không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn. Để thằng con em nó chờ đợi sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một cúp lều tranh có rất nhiều nha. Thưa má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà. Nên muốn lương duyên đem trầu cao nhà em ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Em rất thương anh, ba mẹ anh không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn. Để thằng con em lo rồi đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một cúp lều tranh có rất nhiều nha. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù ở nhà lá, yêu thì nhất mình là rất gần nhau. Thầy gia cho ta gần nhau, bao đức giả cũng luôn có nhau. Thầy bốn tháng giờ mình đang có tháng rồi mình lên xe bông nhìn nhau tới sáng. Má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà em ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Thôi rồi à, ông Mao ngày hôm nay là bây giờ đến cái giờ đã hẹn với nhau là hôm nay là cái lễ y kỳ đó, là xin phép thì cũng trình lễ để mà cho họ nhà trai để được nhập gia, sau đó mình đồng đạo mình trình lễ. Thì xin mời ông rồi rồi mời chung rượu đi. Xin đại diện nha, cho phép họ nhà trai để con làm cái lễ đi cho họ để vào trình lễ. Thì hôm nay mình làm cái lễ y kỳ để mình làm lễ đón dâu. Xin phép mời ông ngoại đại diện cho phép. Dạ. Xong rồi bác đại diện với ông ngoại bắt tay cái giùm con nha, bắt tay nè. Rồi. Bước rồi vô nhà luôn giùm con đi. Thưa bà nội, thưa mọi người, thưa hai họ, thưa chị Mai. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2023 và nhằm ngày 21 tháng 10 năm âm lịch. Thì hôm nay là đúng hẹn đến y kỳ thì gia đình họ nhà trai cũng được thống nhất trước những cái buổi lễ trước kia. Thì hôm nay là cố gắng đến, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Hôm nay rất là sớm, một ngày chào bình minh tại một cái vùng quê và đầy tình thương ấm áp. Thì cho phép nhà trai đó được trình cái lễ để mà vô làm cái lễ y kỳ để mà đón dâu. Nhà trai có việc có lễ vật là 6 mâm quả, trong đó là có một cái quả trầu cao, rồi trà rượu, và còn lại là bánh mứt và trái cây. Thì trước khi lễ thì xin phép để cho vợ mình lấy trầu rượu để mình đưa lên phủ quyền thứ tổ để mình ra mắt họ nhà gái. Vậy là cái này mình xin nhận ngay con vô. Rồi cái bên kia. Con đó. Con cảm ơn con giá luôn đây. Con ra để mà nhận lễ và làm cái lời để mà mình chuẩn bị để lễ đón dâu. Thì con xin báo với lại hai họ thì hôm nay nhà trai xuống ngoài 6 cái mâm lễ vật
gia đình có gửi cho nhà gái là một cái phong bì trị giá là 5 triệu để hỗ trợ cái phương tiện cho nhà gái và phương tiện đi đưa dâu về nhà tang. Cái thứ hai nữa thì để cho mừng cho cô dâu hôm nay là dự kiến là chính thức lên xe hoa về gia đình nhà chồng, thì chú rể gia đình nhà trai có gửi thêm cho cô dâu là một chiếc vòng. Không hết thì mới cho ra. Đây là gửi luôn. Bây giờ đại diện bên nhà gái nhận được cái phần đó là tiền, là cái phương tiện là mình di chuyển là xe cộ rồi đò giang rồi đó. Gia thất, và cũng có điều đó là công ơn cha mẹ rất là lớn, và đặc biệt nữa là nhà trai nhà gái đã tạo điều kiện cho gia đình nhà trai đến đây bằng các phương tiện rất là tốt đẹp và đến đúng giờ, và chúng ta hoàn thành trong cái chương trình nó rất là nhanh gọn. Và cũng thay mặt cho họ nhà trai gửi một lời đa tạ và chân thành cảm ơn quý báu nhất đến họ nhà gái đó, để hợp tác và hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho gia đình họ nhà trai. Và cái gì cũng ngoài mục đích là hai cháu nó được là hạnh phúc và sum họp một gia đình. Từ nay Sài Gòn, Hậu Giang là một gia đình, hai bên xuôi gia được là hạnh phúc, vui vẻ, và cùng nhau chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và chính thức kể từ ngày hôm nay. Và cảm ơn gia đình họ nhà gái. Có rượu trong đó chưa?
Rồi bác phải cho mừng trăm nha. Sự tức là tiếp đón rất là nồng hậu và tạo mọi điều kiện. Thì cái ly rượu này riêng bản thân của cháu là bác của trong đêm nay, một cái ly rượu này mặc dù là nó ít thôi mà chắc cũng không hết đâu nhưng mà nó sẽ ghi lại mãi một cái đánh một cái dấu mốc lịch sử. Và cái ly rượu này là ly rượu mừng và bác hai cũng mong rằng chung rượu này bà sẽ còn nhiều chung rượu khác để mừng cho nôi đầy tháng của tụi con. Và bác hai rất mong càng sớm thì càng tốt để con nội và nội rồi nội ngoại hai bên cùng nhau là ẩm cháu rồi tay ẩm tay bồng rồi đó dắt về thăm nội và nội ngoại và ngoại vậy đó. Cũng xin phép là rất là cảm ơn cho tình nội nhà gái. Ồ, ngọt quá. Ừ. Cho dạ, ông nội nhận đi ông nội. Ông ly đi chúc mừng cho cháu. Đó, ông nội ông ngoại cạn như cái cụng ly. Đó, anh xui cụng. Cảm ơn bây giờ cái gì cái thì hôm nay đúng là ông trời cũng chưa có nhìn mình đâu nhưng mà mình đã thấy ông từ rất lâu lắm rồi thì bây giờ như vậy là cũng đã bước sang ngày mới và cái ngày này là rất là ý nghĩa và hạnh phúc cũng như những cái trên bức tường cũng đã thấy là kỷ niệm ngày hôm nay, đánh dấu ngày hôm nay thì muốn có được ngày hôm nay và sự hiện diện của tất cả bà con bên gia đình của cháu Liêm là xuống đến đây thì cũng không phải là mình kể công gì đâu nhưng mà tất cả bà con thì hôm nay có là bác hai gái của cháu Khiêm, bác ba thì hôm nay là sẽ gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, rồi đây là cô Tư, đó là cô Tư là cô cả của cháu Khiêm, rồi bác Năm, rồi chú Sáu bên chú Sáu à chú Sáu này, chú Sáu nhưng vậy chú Sáu này, rồi cô Bảy là đây là con ngoài hết thì cũng trình với lại họ hàng lý ra hãy trình trước là cô Bảy, rồi cũng đến đây và cũng đã thức trắng một đêm. Và trong lòng nó là nôn nao, sao mà bồi hồi rồi nó là cái niềm vui là không thể nào tả được. Mà đặc biệt là cháu Khiêm mà khi cái xe vừa qua cầu Cần Thơ mà rẽ vào đây để là tỉnh Hậu Giang kính chào quý khách, cái Khiêm nói là tao chào mày trước luôn đó, bắt đầu mình lên nôn nao từ trên đất xuống đây là thân. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối đưa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối đưa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình. Xa
say là say là say. Ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về nhà đám cưới trên đường quê, đi trên con đê vui ghê. Linh đang tao đổ đôn đại từ đây tiếp ở bên nhà. Say nhưng nào say ánh mắt của em cứ nhẹ bay làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Cũng từ một nghìn đừng mau cùng anh đi đến mặt đâu mỗi sáng yên bình tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Linh đinh dư đời sống xô chẳng phải lo có anh rồi dù cho nước.
Kim và chú Ý mình đã về đến gia đình. Đó là mặc dù đã trải qua một cái thời gian đi trong đêm nhưng mà rất là vui. Rồi mình cũng thưởng thức được cái ánh trăng mặc dù có trời mưa. Đó nhưng mà nói chung thì giờ là mình đã về đây. Trước hết đó, bây giờ mình chung tràng hóa tay để chúc mừng đoàn hai họ chúng ta đã về đến nơi mà mình cần đến. Xin chúc mừng tất cả. Một cái đêm dài và chúng ta về đến nơi thành phố đúng giờ quy định, đây là đúng là ý trời luôn. Mình dự kiến mình cũng sợ trời mưa rồi trên đường đi kẹt xe rồi vân vân, tuy nhiên đây là ý người và lòng trời đã hỗ trợ chúng ta là đi đến nơi về đến chốn, cũng như là lời bà nội trước khi mà chúng ta đã rước cô dâu để về thành phố thì bà nội cũng có lời chúc, và bây giờ chúng ta đã hoàn thành được thì một lần nữa xin chúc mừng và mời gia đình chúng ta cái dùng nước đi qua một chút dài để uống nước. Nếu không nhầm là 120 ngày để mấy tuần nữa, và kể từ ngày đầu tiên mình gặp gỡ và mình trao đổi và mạng đồng với nhau, hôm nay mình đã trở về đến mái ấm gia đình của chúng ta, đó là trong về học phố. Thì trước hết là xin cô dâu và chú rể nè, cháu Kim và cháu Ý, đó là hai cháu tay lại và xá ở bàn thờ Gia Tiên để chào mừng người hôm nay là mình hộ khẩu chính thức, đó là chủ quyền thổ khẩu. Rồi, hai chút xíu. Nhưng mà nói chung là nhầm vượt qua và đây là hiện diện lên đi cho tinh mặt của mỗi bà con, mỗi ông bà, mỗi ông bà ra rất là nhận đỡ ánh mắt, không có đủ cười xin tươi và xin xá phục xá để đền ơn đáp nghĩa cho ông bà và cha mẹ thức trắng đêm để mà cùng với các con để trở về gia đình sinh hoạt hôm nay. Và cái buổi sáng ông bà ngoại rồi tôi sắp sắp vậy là thôi mình cùng bác hai đi. Rồi dâu ơi, cầm bỏ bông mình hôm nay coi như là năm ơi của cháu thì bác hai đại diện rồi, cảm ơn bác hai nhiều lắm. Rồi cô ơi, tôi thứ hai, đây là thứ ba. Đại diện cho bác ba thai tặng hai con món quà nhỏ để làm dốt mua gà, mua nhiều heo đi, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Mặc quần này không đẹp, bác nhìn thấy luôn rồi, bác nhìn thấy coi rồi, con cảm ơn. Qua năm tới năm bạn. Rồi bác Năm bước tới bước sang. là chúc cho bác Siêu với lại bác Ý là được sang năm được gì nè. Dạ là mình ok tôi giùm con nè, 1 2 chị ơi thơm bẻ một cái luôn nào, ok đẹp quá, xong nha. Xuống tới dưới vĩnh viễn là có đầu đầu vậy, tinh thần luôn lục bình rồi nhăn lên bờ luôn. Rồi chụp cùng em tấm hình luôn nha. Rồi mọi nhìn máy em nha, tới nè, 1 2 tươi lên chị ơi, tươi lắm nè. Rồi dâu ơi, cảm ơn chị một cái luôn nào, ôm chị, cảm ơn chị một cái nào, ôm vô chồng tới, ôm đi vô, đúng rồi chồng tới, ôm đi, đúng rồi. Rồi nhìn má em luôn, gia đình mình ơi. Rồi sát vô xíu hơn ơi. Dữ vậy. Để chơi hả?
Để của chú Năm đó. Còn đây là con gái chú Năm và đây là con trai yêu quý và con gái nhất nách luôn. Đó, gia đình của bác Năm. Ok, cái gì nhìn mãi em nha, tươi nha. Mà chứ không có gì hết đó, những cái nghi thức nghi lễ mình cũng đã hoàn thành hết rồi. Đó thì hôm nay kể từ giờ phút này là trở về sau này là mình chỉ có ăn và chơi. Không, rồi nói thoải mái, dù mình đừng có nghiêm trọng quá ông nội. Đó giờ mình là vui vẻ lên để cho hai cháu vui lên. Rồi mời mời bà con mình ngoài đó có ai có nhảy gì đó đi có hai nhận dùm cho. Rồi tươi giùm em nè, 1, 2 rồi. Rồi ok, một lần nữa giùm mấy em nha. Rồi tươi giùm em nè, 1, 2. Ok giùm em nha. 2, 3 tươi. Rồi mọi người xin vô đây nha. Rồi che mắt mặt kệ luôn, rồi che mặt kệ chị. Rồi 1, 2, 3. Oh, the candle light shimmers in the night. We promise on love with glasses of wine. I will always be here.
not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Until you.
take one hit of you now, I'm addicted. You never know what's missing till you get it. Make your day when you feel the world is on your shoulders. I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved. Listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. See some friends.
Đầu của thảm đỏ
hình ảnh của đôi gương đang rất là rạng ngời yêu thương và đã sẵn sàng thực hiện cho ngày cưới. Mời quý vị cùng hướng mắt về và hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng và chào đón chú rể Gia Kim, cô dâu Như Ý. Xin mời. Đó còn có sự hiện diện của đấng sinh thành phần chủ hôn hai gia đình. Giờ đây đại diện hai gia đình với đội cương sẽ được thành ra mắt tất cả quý vị. Và để đáp lại tình cảm này bằng những tràng pháo tay rất nồng nhiệt của quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bác hai của chú rể, người sẽ thay mặt cho hai gia đình nói lời cảm ơn. Xin được kính mời. Dạ, kính thưa quan viên hai họ kính mến. Kính thưa quý bà cô bác, tất cả các bạn bè thân hữu gần xa và anh em cùng kính mến, với bầu không khí vừa rồi chúng ta đã rộn ràng và chào đón, điều đó đã nói lên tất cả những tình cảm và sự hiện diện của quý ông bà cô bác, thân bằng quyến thuộc và tất cả anh chị em, con em, đặc biệt là các bạn bè đồng nghiệp của cô dâu và chú rể. Điều đó nói lên trong khán phòng hôm nay, mỗi ánh mắt và những tràng pháo tay để cổ vũ để nối lên, và đây cũng là để khắc ghi vào trong trái tim của gia đình chúng tôi. Thì một lần nữa, trước tiên chúng tôi xin thay mặt gia đình của anh Phạm Văn Cương và thay mặt cho hai họ có gửi lời cảm ơn sự hiện diện quý ông bà cô bác hôm nay, một lời chào trân trọng và trân trọng nhất ạ. Và kính thưa quan viên hai họ kính mến, kính thưa quý ông bà cô bác và thân mặt quý thuộc kính mến, một phần làm cha làm mẹ của quý chúng ta lớn lên, điều thi chức cao quý nhất, hạnh phúc nhất là đây. Tình cảm hôm nay đã nối lên tất cả và chúng ta chung bón cho đôi mầm non hai trẻ được sum họp trong về họp phố, thương nhau cao bổ làm đôi mình, một lá trầu xanh thấm nở nghiêm. Mong rằng sự hiện diện và chứng kiến của quý ông bà cô bác và tất cả các bạn hôm nay, và ngày hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2023, và cũng là ngày 21 tháng 10, đã đi vào lịch sử trong gia đình chúng tôi, ghi mãi sự hiện diện từ quý ông bà cô bác và tất cả bà con thân bằng quý thuộc. Sự hiện diện hôm nay chúng tôi mãi mãi khắc ghi trong lòng và xin chân thành cảm ơn. Và nếu gia đình chúng tôi có điều gì sơ suất trong sự tiếp đón, mong quý quan viên hai họ và quý ông bà cô bác niềm tin và bỏ qua và cùng chung vui và dự buổi tiệc thật long trọng, thật hạnh phúc, thật ấm áp và đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu hết sức ý nghĩa và một cái tình cảm hết sức là chân thành. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Đây thì mời ông trở về mặt đi. Và không quên kính chúc ông và gia đình luôn thật nhiều hạnh phúc, dạy sự bình an. Xin được cảm ơn. Giờ đây thì mời đôi gương tiến lên phía trước và dẫn đường cho đến sinh thành. Và chú rể Gia Kim và cô dâu Như Ý họ mừng đi rượu mừng để kính chân lên đến sinh thành. Và chủ hôn cũng đã thể hiện cái ý nghĩa tốt đẹp đó. Chủ hát cho công sinh thành đầy chữ dùng. Và đón nhận đi rượu mừng. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Tất cả như là lời chúc mừng dành tặng cho quan viên hai gia đình ngày càng thiên đi. Xin được cảm ơn. Giờ đây con kính mời quý vị cùng trở về bàn tiệc chung vui với quan khách. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. Như ý có thể hiện được điều đó đến với tất cả quý vị của chúng ta cùng chúc mừng cho đôi người. Để đây họ đến với nghi thức chào môi, quý vị sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng, kính thưa quý vị, nâng ly 3, 2, 1. Xin chúc mừng.
say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for eight at this way, we got that on your chunder. Trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you. Hết đi lòng rối bời để anh được thấy em luôn mỉm cười, và hãy luôn siết chặt tay nhé mà khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I will miracle in the making until this world stops turning. No.
và khoảnh khắc này sẽ trọn vẹn. Ngày tuyệt vời nhất người ta sánh đôi ước thề. Từ nay mình chung một lối đường về. Ngày tuyệt vời nhất để trao chiếc nhẫn khắc. It's time to tell you how I feel. So I made a move, I took your hand. My heart was beating loud like I've never felt before. You were smiling at me like you wanted more. I think you're the one I've never seen before. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me your forever. I want you to know that you'll be the one. And I'll be the guy who'll be on his knees to say I love you and I need you and see I die. Someone else back in seven.